Rồi, xin kính chào cô chú và anh chị mình ha. Lại là mình đây. Mình là Nguyễn Kim Lợi đây. Thì ngày hôm nay á thì là đang có mặt tại xã Phú Ngọc ha, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Hôm nay là gửi đến cho anh chị mình một cái vị trí miếng đất nó cực kỳ đẹp luôn ha. Nói chung giá cũng rất là ưu đãi luôn cho anh chị mình ha. Thì ở đây á là chính xác ở đây là ở xã Phú Ngọc ha, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Đây là gửi đến cho chị mình đó. Miếng đất thì nó có đường đan bê tông như thế này ha, rộng tới 6 mét, hai chiếc ô tô né nhau luôn ha. Là miếng đất mình hôm nay là gửi đến là vị trí chính xác nằm ngay đây ha. Đất rất là bằng luôn và đang trồng xoài nha. Bây giờ để nói về miếng đất á, sau đây là sẽ phân tích cái đoạn đường ha. Ở đây là đường bê tông thông thường luôn anh chị ha, đường bê tông thông thường luôn. Nói chung là đường này ra quốc lộ cũng được ha, mà đường này đi ra quốc lộ hơi xa, tại vì cái phía đoạn này nè anh chị mình đi vô đó chỉ có 600 mét thôi, 500 mét, không tới 600 mét ha, đi 500 mét thôi. Đây đi thẳng ra 500 mét là mình sẽ gặp quốc lộ 20 luôn ha. Cái miếng đất nó nằm gần quốc lộ 20 rất là gần luôn ha. Đó thì từ trong miếng đất này anh chị, ở đây ha, đất của mình vị trí ở đây, thì từ miếng đất ở đây anh chị mình đi dài ra là 500 mét mình sẽ gặp quốc lộ 20. Thì quốc lộ 20 đó của km cây số 109 xã Phú Ngọc, Định Quán, Đồng Nai ha. Cái đó thì anh chị mình gặp quốc lộ 20 rẽ trái về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh á, đâu đó tầm khoảng là 105 cây, còn rẽ phải thì về thành phố ngàn hoa của Đà Lạt ha, tầm khoảng 185 cây nha. Và miếng đất hôm nay thì lời gửi đến cho anh chị mình nó có tổng diện tích là 4.426 m2 ha, 4.426 m2. Và hiện tại trên đất của mình là đang trồng xoài như thế này anh chị ha, xoài này xoài Đài Loan ha, và miếng đất rất là bằng luôn. Đây, sẽ đi một vòng quanh miếng đất cho anh chị mình xem ha. Đó, đường bê tông ha. Hiện tại thì mình quay bằng cái máy á, cho nên nhìn cái đoạn đường á, anh chị nhìn cái đoạn đường nó hơi nhỏ một tí ha. Là dân cư này, nhà cửa đó ha. Xung quanh khá là đông luôn, rất là đông dân cư. Quay bằng cái máy cho nên những cái đường nó hơi nhỏ ha. Nhưng mà thực tế ở ngoài nó tới 6 mét là anh chị nè, rộng nè. 6 mét là ha, hai chiếc ô tô né nhau. Thì đất của mình ha, giáp ranh với lại cái miếng giáp ranh với lại cái hàng rào lưới B40 bên này anh chị ha. Đó, thì từ đoạn này nè, đó, anh chị mình đi dài lên cái lúc hồi nãy là đứng ha, là mình được 50 mét mặt tiền bê tông như thế này ha, 50 mét mặt tiền bê tông. Đó, mặt tiền bê tông được 50 mét luôn ha. Và cái vị trí đất của mình anh chị, cái mặt tiền đất này nè, quay về hướng đông ha, quay về hướng đông, hướng chánh đông luôn nha. Chung là một vị trí miếng đất rất là tiềm năng và ok ha. Đây là sẽ đi vào trong đất để quay nè, trước đất mình có đường điện, điện sẵn hết rồi ha, điện ba pha này kia, và đất mình cũng có điện luôn, chung điện giếng nước đầy đủ rồi. Đất thì bằng phẳng, mặt tiền thì bê tông, đường đan ha. Đó, đất cho bằng luôn anh chị ha, rất là bằng phẳng luôn. Và miếng đất của mình nó hình nó vuông ha, hình nó vuông vức và trên sổ cũng vuông vức luôn ha. Đó, có dưới này nè thì nó hơi trũng một tí ha. Đây thì nói chung là bằng rồi, mà khúc dưới này thì hơi trũng một tí anh chị. Đó, còn trên này là bằng trang luôn ha, rất là mát luôn. Đây là giếng ha, giếng à, giếng thì bơm giếng nước ở đây ha. Đó, xung quanh đất ha, ở mặt tiền phía trước nè, kế bên thì khu dân cư. Đó, khá là đông luôn ha, nhà rất là đông đúc luôn. Thì đây anh chị mình ra quốc lộ 20 chỉ có 500 mét thôi ha. Đất thì nó có ranh giới rõ ràng hết rồi. Bên kia thì giáp với hàng rào lưới 40 với căn nhà bên kia, chạy dài xuống ha. Đó, đường xá thì ok. À, bên đây nó cũng có rào lưới nè anh chị, đây cũng có rào lưới ha, rào lưới
kẽm gai để làm ranh giới anh chị ha. Đó. Thì mặt tiền được 50m, cái hậu 50 ha. Mỗi một bên dài xuống là được 90 mấy, gần 100m ha. Mỗi bên dài xuống 90 mấy. Đó, thì đất của mình chính xác ở đây là ở xã Phú Ngọc ha, huyện Quán, tỉnh Đồng Nai. Anh chị đi đâu đó khoảng 500m ha, mình sẽ gặp quốc lộ 20. Là gặp ngay quốc lộ 20, tuyến đường quốc lộ 1, quốc lộ 20 ha. Thì rẽ phải đó về thành phố Đà Lạt 185 cây. Còn rẽ trái thì về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh ha. Là tầm khoảng 100-105 cây nha. Đó, thì từ đây gặp quốc lộ 20 chỉ 500m thôi ha. Rồi mình cũng báo giá luôn ha, để không làm mất thời gian của chú anh chị mình. Thì giờ miếng này đó là đã có sổ hồng riêng ha, pháp lý sạch, an toàn, sang tên công chứng trong ngày, chính chủ anh chị ha. Thì ở đây chính chủ kêu giá là 500 triệu cho 1.000 mét vuông ha, 500 triệu cho một sào. Thì miếng đất của mình nó có tổng diện tích là 4.426 mét vuông ha. Đó, thì 4 sào tư, trên 4 sào tư, mà chủ kêu 500 một sào, thì tương đương nó tầm khoảng gần 2 tỷ 3 ha. Đó, thì giá này có thương lượng trực tiếp với chính chủ anh chị ha. Anh chị nào có quan tâm thì mình có thể alo cho lại ha. Để có thể số điện thoại cho màn hình video, hoặc là cô chú anh chị mình kết bạn Zalo với lại ha. Để chỉ xài một số duy nhất thôi. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều ha. Sau đây là sẽ đưa phần sổ sách vị trí và Google Maps gửi đến quý cô chú anh chị mình ha. Thì đây là hình sổ mình anh chị, tờ bản đồ số 13, thửa đất số 187 ha. Địa chỉ là ấp 5, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Diện tích là 4.426 mét vuông ha. Đó, hình thức sử dụng là đất trồng cây hàng năm khác ha. Còn thời hạn sử dụng thì đến ngày 15 đến ngày 15 tháng 10 2013, cái này sổ cũ ha, đăng cấp là sổ mới anh chị ha. Đây là hình đất của mình nè. Họ rất là vuông vắt luôn ha. Đây thì đất của mình ở Phú Ngọc, Định Quán, Đồng Nai ha. Thì đây là tờ 13 thửa 187, diện tích 4.426 mét vuông ha, đất trồng cây lâu năm anh chị ha. Đây thì miếng đất của mình đây được 50 mét mặt tiền ha, cái hậu cũng vậy ha. Một bên dài 90 mấy ha, bên kia dài được cũng tầm khoảng được gần 90 nha. Thì đi ra 4.426 mét vuông ha. Thì miếng đất ngay cái chấm đỏ là chấm ở đây ha. Đó, nó nằm cạnh quốc lộ 20 luôn à. Đi ra chỉ có 900 mét thôi anh chị ha. Đó, đây. Có 900 mét thôi. Mình sẽ gặp quốc lộ 20. Thì quốc lộ 20 đó anh chị rẽ phải ha. Mình sẽ về hướng thành phố Bảo Lộc nè anh chị. Đó, về thành phố Bảo Lộc. Thì từ miếng đất về thành phố Bảo Lộc tầm khoảng 70 cây ha. Còn nếu mà rẽ trái nè, anh chị mình sẽ về hướng thành phố Biên Hòa ha. Về thành phố Biên Hòa thì tầm khoảng là 70 cây đến 80 cây ha. Còn đi về thành phố Hồ Chí Minh thì đâu đó tầm khoảng là 90 đến 100 km anh chị ha. Đó, thì đây trước mặt đất mình cũng có view đồng hồ Trị An ha. Đây thì cũng đi qua thành phố Long Khánh nè, cũng rất là gần anh chị ha. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị mình đã dành thời gian xem video ha. Chú anh chị mình hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Lợi, để Lợi có động lực ra video hàng ngày nha. Rồi, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Cô chú anh chị nào mà có quan tâm thiện chí thì mình alo cho Lợi ha. Mình gọi số điện thoại trực tiếp cho Lợi là sẽ tư vấn, hoặc là cô chú anh chị mình kết bạn Zalo với Lợi ha, hoặc là chia sẻ một số duy nhất trên màn hình video nha. Rồi, video mình cũng kết thúc tại đây nha.